Sư muốn quý vị hiểu rõ là khi nào thì mình ngồi thiền và khi nào là mình đi thiền. Khi sư hướng dẫn thiền, sư nói rất là rõ, đó là khi quý vị ngồi thiền thì hãy ngồi cho đến khi nào không còn có khả năng ngồi nữa thì hãy đứng dậy đi thiền. Và khi đi thiền thì phải đi cho đến khi nào không thể đi được nữa thì mới ngồi thiền. Sư nói rất là rõ. Trong tất cả các oai nghi khác cũng như vậy. Ví dụ như khi đứng thì phải đứng cho đến khi nào hết đứng được nữa thì mới đổi qua oai nghi khác. Làm như vậy đó, chúng ta sẽ tránh được hai cực đoan. Một cực đoan là chúng ta ngồi suốt thời thiền, mình chỉ đơn giản là mình cắn răng chịu đựng. Chứ khi đó, khi mà nó đã vượt quá cái sức chịu đựng của cái tâm mình rồi, thì mình chỉ ngồi để mình cắn răng thôi. Và mình không còn tập trung vào đề mục thiền nữa. Và suốt thời thiền còn lại, nó chỉ đơn giản là sự đấu tranh với cơn đau. Nó không có tác dụng. Và tránh cái thái độ cực đoan thứ hai, đó là gì? Chỉ vừa ngồi được một chút xíu, thấy nó hơi đau, hơi nhức là đã đứng dậy đi. Đi được một chút xíu, thấy nó đỡ mỏi chân rồi, thì lại ngồi. Thì cái kiểu á, ngồi hết đứng rồi lại ngồi như vậy á, nó sẽ khiến cho cái tâm nó luôn luôn trong tình trạng bị loạn động và chúng ta không có được sự kham nhẫn. Còn cái mà sư đề nghị trong những buổi sư hướng dẫn hành thiền đó là gì? Làm ơn, làm phước, nghe và nhớ cho kỹ. Sư nói rất là rõ từng chữ nghe. Ngồi cho đến khi nào không ngồi được nữa thì hãy đứng dậy đi thiền. Và khi đi thì hãy đi thiền cho đến khi nào không đi được nữa thì mới ngồi thiền. Như vậy đó. Cái mà sư nói là không ngồi được nữa có nghĩa là sao? Tức là cái giới hạn ở đây đó là khi nếu như mà mình cắn răng mình ngồi tiếp thì nó không còn định tâm được nữa, bởi vì cơn đau nó phá hoại định do cái cảm thọ quá khốc liệt. Cái định nó không còn nữa. Thì đó là cái giới hạn và chúng ta tránh chạm tới giới hạn đó. Thành ra đó, khi mà từ ngồi không được nữa mình đứng dậy đi thì mình vẫn giữ được sự định tâm. Còn nếu như mình tiếp tục ngồi thì nó sẽ chuyển qua sự đấu tranh với cơn đau và khi đó không còn đề mục thiền nữa. Quý vị phải nắm được cái điểm cốt lõi này nha. Và khi đi đi không được nữa thì mới ngồi. Có rất nhiều người không đạt được đến giới hạn này. Quý vị hãy nghe và hãy làm theo đúng như những gì sư nói. Thì khi đó sư mới chịu trách nhiệm. Hãy đi cho đến khi nào chân nó đau, lê chân, nhấc chân không nổi nữa. Tức là khi đó đó, cái sự đi của mình, cái sự bước đi nó trở thành một cái sự hành hạ. Ai mà đã từng lê bước 5-7 cây số xa nhà
thì biết khi mà chân nó mỏi, nó đau, nó nhức vô cùng, thì khi đó cái việc mà tiếp tục đi đó, nó làm cho cái định nó bị biến mất, bởi vì khi đó cái cảm thọ nó quá khốc liệt. Thì khi đó đó mới chuyển qua ngầu. Khi mà quý vị đạt đến cái giới hạn của cơ thể, của việc đi và chuyển sang ngồi đó, quý vị sẽ cảm nhận được, mới có thể trải nghiệm được cái tỉnh, tức là cái sự yên lặng, cái sự an ổn khi mà mình ngồi một chỗ. Còn khi mình làm không được như vậy, chỉ đi cho đỡ mỏi chân một hồi, hoặc là chân vừa mỏi thì mình đã vội ngồi thiền. Thì đừng nói là học đạo với sư nghe. Tại vì quý vị làm theo không đúng. Và sư nói biết bao nhiêu lần. Khi mà quý vị học đạo, những cái điểm nào mà thắc mắc, hãy hỏi cái người hướng dẫn, hỏi sư. Thí dụ như quý vị học đạo với sư, không đồng ý với sư một vấn đề nào đó, hỏi sư, sư dựa vào đâu mà sư nói như vậy? Đương nhiên là chúng ta nói cho nó đàng hoàng ha, chúng ta cư xử như những người văn minh, chứ không phải là mình nói theo kiểu thách thức. Là sư dựa vào cái chỗ nào để sư có thể khẳng định cái việc này? Xin thưa, thứ nhất là trong thanh tịnh đạo á, không hề nói đến cái chuyện là phải ngồi nha, phải ngồi không hề có. Mà trong thanh tịnh đạo á, phần định á, còn nói rõ là có những cái giai đoạn mà vị hành giả đi thiền, có nhắc đến những đoạn mà vị hành giả đi thiền. Còn với những ai á, mà nói rằng cái việc đi thiền á, làm cho cái định bị suy giảm, thì hãy cẩn thận. Bởi vì trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói, những sự lợi ích của người đi thiền, đó là gì? Người đi thiền á, thì họ dễ nhập định hơn. Tức là khi mà họ vào định á, họ vào thuần thục hơn, họ vào nhanh hơn cái người ngồi chỉ biết ngồi thiền chứ không đi thiền được. Và lợi ích nữa của cái người đi thiền á, là họ dễ hóa hiện thần thông hơn. Nếu như sau này mà họ có họ tu tập mà lên tới các cái thần thông, thì cái người đi thiền họ sẽ dễ hóa hiện thần thông hơn. Đức, ngay cả Đức Thế Tôn á, còn tán thán sự lợi ích của việc đi thiền. Hơn nữa, trong rất nhiều bài kinh đều có nhắc đến cái cảnh á, là vị tỳ kheo đi kinh hành. Đặc biệt là trong Tạng Luật á, có vị tỳ kheo á, tại sao sư nói là đi không nổi nữa mới ngồi thiền? Tại vì trong Tạng Luật á, có vị tỳ kheo, vị ấy đi kinh hành cho đến khi mà chân của vị đó bị lỡ loét và chảy máu, vị đó vẫn tiếp tục đi. Đến mức độ mà con đường kinh hành á, máu chảy, gọi là máu chảy thành dòng. Đến mức độ đó. Và quý vị nhớ, Ngài Ananda, Ngài chứng đạo trong tư thế nào?
Khi đó ngài đang đi thiền, và khi trời gần sáng, ngài có chủ ý rằng hay là ta nên nghỉ ngơi. Và khi ngài Ananda nghỉ ngơi, vừa mới đặt cái gọi là vừa nghiêng người, và vị ấy, ngài Ananda vẫn chú tâm chánh niệm tỉnh giác. Thì trong cái khi mà nghiêng người á, thì ngay trong tích tắc đó, ngài Ananda chứng đắc đạo quả A-la-hán. Có rất nhiều vị, và khi sư đi đến các thiền viện, sư thấy những vị mà ngồi liên tục, nó có một tệ nạn như thế này. Đó là không dám đi vệ sinh. Và chính vì không dám đi vệ sinh, cho nên ít uống nước. Rồi cho đến cuối cùng những vị đó đều có vấn đề về thận hết. Thì đối với sự đó là một cực đoan. Còn nếu như quý vị muốn hiểu rõ làm như thế nào để mà khi mình từ cái ngồi thiền chuyển qua đi thiền mà mình vẫn giữ được cái định nó không bị rung động. Tức là khi chúng ta chuyển qua lại giữa các oai nghi mà không bị rung động, thì có lẽ là phải chờ đến một khóa thiền nào đó mà quý vị có cái lời đề nghị thì sư sẽ hướng dẫn. Tại vì có những cái kỹ thuật mà nếu như chúng ta không thực hành thì chúng ta không làm được. Sư mong là chúng ta có những cái sẽ mở lại những cái buổi hành thiền, và như vậy đó, hoặc là những cái buổi mà hành thiền dài ngày, sư sẽ có cơ hội hướng dẫn quý vị sâu sát và có những cái kỹ thuật ở trong đó. Và sư nhắc lại với một số vị thì thích hợp, ưa thích cái phong cách hành thiền của một vị nào đó, thì đó là tùy quý vị thôi. Nhưng mà nhớ, dù ít dù nhiều, nó cũng sẽ mang cái khuynh hướng cá nhân. Bất kỳ vị nào, không phải vị đó dở, mà bởi vì cái kinh nghiệm và cái sự dùng cái từ chứng đạt thì nó không đúng. Nhưng mà cái sự trải nghiệm của vị đó có sự trải nghiệm tiến bộ khi thực hành theo cái kiểu như vậy. Và khi vị đó đối chiếu với kinh và luật thì thấy cũng không có sai. Thành ra là vị đó có thể hướng dẫn lại. Nhưng mà nhớ, nó mang tính cá nhân. Nó sẽ mang một chút xíu cái tính cá nhân. Và một chút xíu tính cá nhân đó, nó sẽ thích hợp với người này mà chưa chắc sẽ thích hợp với người kia. Cho nên sư không có hoàn toàn hy vọng là tất cả mọi người đều có thể thực hành theo cái cách thức của sư. Và sư cũng không hề muốn cái kiểu là hành thiền. Sau này đó, cái kiểu là hành thiền theo cách sư hạnh tuệ. Đừng bao giờ. Sư hướng dẫn là sư dựa trên kinh tạng. Và làm ơn làm phước đừng có đem cái tông phái vào đây. Còn nếu như quý vị thấy phù hợp với cái phong cách thực hành của vị nào khác thì đó là tùy quý vị. Nhưng mà nhớ một chuyện như thế này. Nếu như quý vị đi học đạo với sư á, rồi sau bẵng đi một thời gian, cái chuyện quý vị thực hành á, mà không còn nhớ rõ nữa
Cụ thể là cái vụ mà đi thiền chứ ngồi thiền đây nè. Không biết là còn bao nhiêu người nhớ cái sự lưu ý của sư. Tức là ngồi không nổi nữa mới đi và đi không nổi nữa mới ngồi. Không biết còn bao nhiêu người lưu ý hay là chỉ còn nhớ cái chuyện là thì ngồi rồi lại đi rồi đi rồi lại ngồi. Rồi sau đó chúng ta thực hành có sự sai lệch thì đừng đem ông sư Hạnh Tuệ ra làm bia đỡ đạn nghe. Giống như Bồ Đề Lão Tổ cái hồi mà dạy xong Tôn Ngộ Không, tới khi mà tiễn Tôn Ngộ Không xuống núi đó mới nói là về ở dưới trần sau này có gây họa đừng có kêu ta là thầy, thì chắc có lẽ sư cũng y chang vậy. Quý vị đem những cái sư hướng dẫn về rồi có khi quý vị nhớ nó bị nhầm lẫn một điểm nào đó, nhớ không kỹ, nhớ không hết, nó bị nhầm lẫn. Nhưng có nhiều khi cái điểm nhầm lẫn đó lại là một cái điểm mấu chốt, thì khi đó quý vị thực hành nó gặp trục trặc, gặp vấn đề, đừng lôi ông sư Hạnh Tuệ ra làm bia đỡ đạn. Sư vẫn luôn mong mỏi chúng ta có những cái buổi hành thiền dài ngày để sư có thể sâu sát và hướng dẫn quý vị từng ly từng tí từng chút một. Có một chút xíu vấn đề là sư chỉnh lại ngay, chứ còn sợ nhất là cái kiểu hành thiền online đó. Rồi nhớ thì nhớ ba mớ, rồi hành thì nó thiếu một vài cái chi tiết mấu chốt, rồi bắt cái vị này vị kia ra đó làm bia đỡ đạn thì tội nghiệp quá. Rồi chúc quý vị an vui.